Xin chào thầy, quý cô chú, anh chị đã đến với kênh YouTube Review chính hãng ống nhòm và em là Thắng Sọc Tách. Ngày hôm nay thì em Thắng sẽ lên video so sánh hai dòng sản phẩm mà được rất rất nhiều quý cô chú, anh chị so sánh lựa chọn. Đó chính là dòng sản phẩm Nikon P7 và dòng sản phẩm EK 2P Plus. Với cá nhân em Thắng thì đây là những cái sản phẩm thật sự nó rất là tốt trong phân khúc giá. Vậy thì trong cái tầm tiền dưới 6 triệu quay đầu thì đâu sẽ là sự lựa chọn tốt hơn? Trong video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích cho quý cô chú chị có thể lựa chọn sao cho nó hợp lý. Rồi, để đánh giá hai mẫu ống nhòm này, về cái bộ phụ kiện ấy, thì em sẽ đã để sang một bên rồi. Nhưng mà nhìn chung cái bộ phụ kiện thì của EK nó sẽ tốt hơn. Còn để đánh giá được một chiếc ống nhòm thì em sẽ đánh giá về ba yếu tố chính. Đầu tiên là về cái khả năng quan sát, và yếu tố thứ hai là về cái độ bền sản phẩm, và yếu tố cuối cùng đó chính là về khả năng sửa chữa khi mà phát sinh những cái vấn đề hỏng hóc. Rồi, về cái đầu tiên đó chính là về cái độ sắc nét của ống nhòm. Để đánh giá một chiếc ống nhòm thì luôn luôn yếu tố đầu tiên đó chính là độ sắc nét của ống nhòm. Vậy thì đối với Nikon P7 và EK thì đâu là mẫu ống nhòm sắc nét hơn? Thì khi mà em Thắng cầm và test thực tế hai sản phẩm này thì nhận thấy EK 2P Plus là dòng sản phẩm có độ sắc nét hơn. Rất rất nhiều anh em đã dùng và đánh giá nó tốt hơn P7. Các bác lưu ý nhé. Vậy thì ưu điểm của P7 là gì? P7 thì nó sẽ không có độ sắc nét bằng với EK, nhưng mà đổi lại nó sẽ có những cái gì? Điểm đáng chú ý của P7 đó chính là cái góc nhìn. Góc nhìn của P7 lên đến 6,7 độ, 7 độ các bác nhé. Em xin phép nhầm sang con EK 2P Plus. Còn P7 này chính xác góc nhìn của nó là 7 độ. Nếu mà quý cô chú anh chị nhìn trực tiếp vào phần chỉnh máy nét thì chúng ta sẽ thấy là P7 thì nó sẽ có góc nhìn cực kỳ rộng đến 7 độ. Và chính vì lý do đó nên là khi mà các bác quan sát á, rất nhiều bác thích những con ống nhòm những góc nhìn rộng để theo ong được xa. Đó là cái điểm mà rất nhiều các bác đi săn ong thích. Và cái điểm mà P7 có vẻ nhìn hơn đó chính là về cái màu ảnh. Cái độ sắc nét khác nhé, còn cái màu ảnh khác. Đối với P7 thì màu ảnh nó sẽ trầm hơn, tức màu ảnh nó sẽ ấm hơn một xíu các bạn, nó sẽ trầm màu hơn. Còn cái màu ảnh của EK ấy, tất cả những phân khúc, nếu mà các bác dùng EK thì sẽ biết đó là nó thu sáng với những cái dòng kính ED thì nó sẽ thu sáng khá là mạnh. Chính vì lý do đó nên là độ sắc nét cao. Các bác nào dùng trong cái điều kiện thời tiết mà nó thì điều kiện thời tiết nó hơi khắc nghiệt một xíu ấy, thì EK nó hiệu quả. Còn khi mà trời quá nắng mà các bác quan sát lên trời thì nó sẽ hơi bị chói. Nhiều bác anh em phản lại và chính cái em Thắng cảm nhận những điều đó. Chính vì lý do đó nếu mà khả năng quan sát thì em nghĩ là con EK nó sẽ nét và tốt hơn. Tiếp theo đó về cái khả năng độ bền sản phẩm thì em cam kết cho các bác là EK nó sẽ bền hơn rất là nhiều. Với EK này thì chúng ta sẽ có là thân hợp kim, toàn bộ là thân kim loại hết. Vì thế khi mà các bác dùng cái cảm quan đầu tiên khi mà cầm nó cực kỳ đầm, rất là đầm, thực sự nó rất là đầm với một chiếc EK. Còn P7 thì nó sẽ có những gì? Nó rất là nhẹ, cầm nó rất là dễ cầm và nhẹ. Nhưng mà các bác dùng cũng phải lưu ý, nó thân nhựa và gia cố bằng sợi thủy tinh, nó vẫn có khả năng chống nước rồi, nên là các bác dùng yên tâm. Nhưng mà phải cẩn thận cho em là trong quá trình di chuyển mà không may nằm rơi mà bị vỡ thì nó sẽ rất là khó khắc phục. Nó dẫn đến cái yếu tố thứ ba đó là khả năng sửa chữa. Với những dòng sản phẩm Nikon P7 này khi mà sửa nó không được bền đâu các bạn. Thân nhựa mà khi mà các bác sửa xong nó không được bền. Còn đối với EK thân kim loại các bác dùng yên tâm cho em rất là bền, sử dụng sửa chữa rất là dễ dàng các bạn nhé. Rồi, ngày hôm nay thì em Thắng chia sẻ một chút các bạn, chia sẻ một chút về Nikon P7 và EK 2P Plus. Đây là hai mẫu nhòm bán chạy nhất bên em. Và thực sự nó cũng chia sẻ với các bác là tùy từng quan điểm mỗi người. Nhiều bác dùng P7 thích, nhiều bác dùng EK thích. Thì đấy là cái cảm nhận của mỗi người. Nhưng mà nhìn chung đánh giá về tất cả những yếu tố cộng đại thì EK nó sẽ tốt hơn các bạn nhé. Như cho em, EK nó sẽ tốt hơn. Và nếu mà quý cô chú anh chị nào có nhu cầu mua hàng thì em xin công khai giá luôn. Quận EK này, bản 2 vịt vàng các bạn nhé. Vàng giá hiện tại là 5.800.000 đồng bao ship và sẽ được bảo hành 2 năm. Còn Nikon P7 là 5.200.000 đồng cũng là bao ship và bảo hành 2 năm. Nếu mà các bác nào thích
thích thương hiệu Nikon thì chúng ta có thể sắm một chiếc P7 tầm giá dưới 6 triệu, nó cũng là một sự lựa chọn cũng rất là tốt. Còn các bác nào thích một thương hiệu cũng nổi ở Việt Nam cũng phải 3 4 năm rồi, AK bản nâng cấp rất là xứng đáng, thì các bác cũng có thể cân nhắc chiếc này, mức giá 5.800.000 đồng, hợp lý cho các bác, hợp lý túi tiền. Rồi, số hotline để các bác liên hệ là 0988 862059, hoặc là nhắn tin qua Zalo này, Zalo số đó, và đặc biệt là Facebook. Và bên Facebook của em là Thắng Shop Tech, để các bác nào muốn giao dịch trực tiếp với em thì có thể liên hệ trực tiếp với Facebook. Các bác nào thấy hay thì cứ cho xin một like nhé, một like, một share, một subscribe kênh YouTube của em Thắng. Xin chào và hẹn gặp lại.